Bốn suông ao thiết, Gò Công. Các bạn thân mến, hôm nay mà các bạn về quê hương của mình là thị xã Gò Công. Đây là công viên ao thiết về đêm. Cái cầu mà có rất nhiều đèn ở kia là mới vừa làm hôm Tết. Rất đẹp các bạn ạ. Và rất hấp dẫn. Lúc này vào mùa dịch cho nên ít người check in chụp ảnh. Và cũng hơi khuya rồi. Giờ này đi ở đây khoảng chừng gần 9 giờ tối. Ao thiết này là một cái ao trong hệ thống các ao dự trữ nước ngọt của Gò Công ngày xưa, vì ở đây là cái dùng nước mặn, bây giờ thì có nước ngọt rồi, thành ra là nó thay đổi khác. Và đi kèm với lại địa danh ao thiết thì có một cái đặc sản về ẩm thực của Gò Công rất là ngon, đó là bún xuồng vịt. Và hôm nay mời các bạn về thăm ao thiết và thưởng thức bún xuồng vịt Gò Công. Đó, vô bún xuồng rồi đó. Quay phim. Lên YouTube. Bữa hôm thiếu. Lấy cây cây xế mà chưa lấy. Đang chuẩn bị thôi. Đâu đâu có hai cục xuồng hả con? Dạ đúng rồi. Ồ vậy, con muốn kêu xuồng à, xuồng mà kêu thêm không? Đi. Đi. Từ đằng trước đi. Dân Gò Công hồi đó giờ mới biết bún xuông á. Là mình kêu thêm xuông được phải không con? Dạ. Là kêu sao? Kêu chén xuông, hai chén, 5 con. Chén 5 con hả? Hai chén thử đi. Kêu 2 chén trước đi. Vậy cho thêm 2 chén ha. 2 chén. Rồi. Rồi. Vướng một cái rắc rối rồi. Cái xuông không? Đó, xuông này, chấp lên thích. Đó. Nghe thử coi không ngon không? Cho anh quay chút nghe em. Ngon không? Tôm sắc á, chứ mấy tôm thường à, tôm mà tôm sắc á. Nghe nói là tôm. Uống nước ngọt nhiều quá giờ không đói. Nha dâu nha. Rồi. Nhỏ mới ngon chứ bây giờ đùi nó phải đùi bự nó toàn là siêu thịt không á. Sao mấy năm mới được ăn bún xuông quê hương? Anh quay cho cái bút xuông chút ha. À, xuông là cái này phải không? Đó. Thịt vịt. Là mình bán nền tô là nhiêu em? Dạ, đồi thịt giá thấp. Đồi nhiêu? Đồi xuông quyết là 55. Thịt xuông quyết là 45. Còn kêu một chén xuông thêm là 5 con là nhiêu tiền? Dạ, 5 con. Con biết luôn không? 1, 2 biết luôn. 5 con thì 24 ngàn. Dạ. Dân Gò Công đây mà, hồi đó giờ nghe người ta nói mà không biết. Tụi này ở Tân Trung á, bữa nay mới về nghe đồn quá lên mạng, mới về con nói được rồi đó, thao tác xem. Tên bún xuông đối với các bạn cũng có vẻ là cái tên lạ. Thì thực tế đây chỉ là một món bún với những cái con xuông mà người ta thấy giống như cái hình dáng của con đuông dừa đó các bạn. À, các bạn thấy không? Nó vàng vàng, nó ngắn ngắn.
Đây hình như còn một chén. Chị Tư, ngon không? Bà là chuyên gia là ẩm thực, nêm nếp. Ăn được. Bún xuông ở đây bán lất rắc các bạn. Mình coi những thời gian mình đi 2-3 lần mà không đúng thời điểm mở cửa của quán, do đó là cũng phải quay xe về không. Bữa nay mình đi với lại người chị của mình và người em, người đó và người em rể. Quán mở cửa vào lúc 11 giờ trưa và bán tới hết thì thôi. Mà thường thường thì khoảng chừng 2-3 giờ là hết rồi. Nếu ai đi trễ thì cũng không có phục vụ theo yêu cầu. Cái đường vô trong này là trung tâm ba tiểu mội nhầm ngủ trong đó. Hồi đó em đi lính đó, chị vô chị thăm em, cho một cái lon Rigo đựng. Không, hồi đó dịch phim đô tí. Rốt là sau này. Ở đầu video các bạn thấy là cảnh công viên ao tiết về đêm. Ở đây là cảnh ban ngày đây. Nếu các bạn đi từ Sài Gòn về theo quốc lộ 50 thì tới cho trung tâm thể dục thể thao của thị xã, chúng ta quẹo phải vô thì ở đây có cái công viên ao thiết. Ngày nay chính quyền địa phương đã cho kè lại và làm thành một công viên rất đẹp. Ban đêm thì đèn đóm, cái cây trụ đó cũng là nơi chụp hình rất đẹp. Ở đây là nhà dân họ trồng bông hoa phía bên công viên. Hồi đời xưa lúc mình còn ở dưới này, trước năm 1975 thì đây chỉ có những cái ao thôi các bạn. Cái ao nối tiếp nha. Bây giờ thì đã lắp một cái ao chỗ đầu và đã trở thành một công viên. Đến đây thì gia đình mình xin chào tạm biệt ao thiết, tạm biệt món xuồng gò công. Gia đình mình tiếp tục sẽ qua Cù Lao Tân Phú Đông các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video khác.